Thầy xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay chúng ta học chủ đề 3, biết ơn thầy cô. Tháng này là tháng 11 đúng không các bạn? Và thầy sẽ hướng dẫn các bạn bài 9, vẽ cô giáo em. Rồi các bạn xem trên màn hình ha. Hai bức tranh vẽ gì nè? Đúng rồi, bên tay trái là vẽ chân dung, bên tay phải là vẽ cảnh cô giáo đang trong lớp vẽ ha. Rồi hình ảnh chính là tất nhiên là cô giáo rồi. Những màu sắc như thế nào nè? Thì đây là có nhiều màu ha. Màu đỏ, màu xanh dương đậm, màu xanh lá cây. Rồi tìm và chọn nội dung đề tài. Khi mà các bạn vẽ cô giáo á, thì các bạn có thể nhớ lại những hình ảnh ở trong trường, như là cô giáo đứng trong lớp dạy nè ha. Cô giáo đứng trên bục giảng để dạy nè ha. Hay là cô giáo đi xuống cầu thang của trường, hay là cô giáo đi trong sân trường ha, là những hình ảnh mà chúng ta hay gặp khi mà cô giáo ở trong trường của mình. Hoặc là các bạn có thể vẽ chân dung cô cũng được nữa ha. Đó là những cái nội dung mà chúng ta có thể vẽ cô giáo em. Rồi nếu mà các bạn chọn vẽ chân dung á, thì các bạn xem trên màn hình nè, thầy hướng dẫn cho các bạn từng bước vẽ. Vẽ chân dung cô giáo ha. Bước 1 là phát hình khuôn mặt, là chúng ta vẽ một cái hình tròn giống như hình quả trứng vậy các bạn. Đó là khuôn mặt ha. Còn bước thứ hai là chúng ta vẽ thêm, bắt đầu vẽ cổ nè, rồi vẽ vai nè. Và các bạn nhớ vẽ cái đường trục ở giữa nha. Nè, các bạn thấy cái đường trục ở giữa màu xanh dương không? Đó, cái đường thẳng đứng đó, đó gọi là đường trục ha. Hai bên mắt, mũi và miệng cho nó cân đối, nó bằng nhau. Nè, chúng ta qua bước 3 nè, chúng ta sẽ thấy rõ nè, thấy không? Nhờ có đường trục ở giữa thì chúng ta vẽ hai bên mắt nó mới đều, nó mới cân bằng được. Và bước 4 là chúng ta vẽ màu lên, thấy không? Đó, đó là 4 bước để chúng ta vẽ chân dung cô giáo. Hoặc là chúng ta không thích vẽ chân dung cô giáo thì chúng ta có thể vẽ cô giáo toàn thân người luôn ha. Rồi, đây là những bước mà thầy hướng dẫn cho các bạn nè. Bước 1 là chúng ta bắt đầu vẽ chân dung cô. Bước 2 là chúng ta vẽ tà áo dài. Bước 3 là chúng ta vẽ chân và tay vào thì sẽ hoàn thành ha. Có hai hướng, có hai hướng cho các bạn lựa chọn ha. Rồi, và cuối cùng là tô màu. Thì đây chỉ là cách tô màu tham khảo thôi nha các bạn. Các bạn có quyền tô màu và trang trí áo dài cô tùy vào ý thích của các bạn ha. Và đây là một số bức chân dung cô giáo tham khảo nè các bạn. Đó, các bạn nhớ phải có cái đường trục ở giữa thì mới vẽ hai bên nó cân đối được nha. Đó, chúng ta cứ theo các bước mà thầy hướng dẫn vẽ chân dung cô giáo thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Hoặc là chúng ta vẽ cô giáo ở trong lớp học ha. Đó, các bạn thấy cô giáo vẽ trong lớp học nè. Đó, cô giáo đứng trên bục giảng nè, thấy chưa? Hoặc là cô giáo chào tạm biệt học sinh khi mà giờ ra về. Đó, thấy chưa? Đó là những cái nội dung gợi ý cho các bạn vẽ về cô giáo em. Bước cuối cùng là thực hành các bạn ha. Chúng ta xem nè. Vở luyện tập mỹ thuật 3 các bạn lật ra ở những trang giấy trắng ha. Thì các bạn vẽ vào trang giấy trắng đó cho thầy. Thì tới hôm nay là các bạn biết những trang giấy trắng ở đâu rồi đúng không? Tại vì những bài trước là chúng ta đã vẽ tới trang giấy trắng đó rồi. Thì chúng ta hôm nay lại tiếp tục vẽ ở những trang giấy trắng đó. Nếu mà các bạn chọn vẽ chân dung á, thì các bạn chọn trang giấy trắng mà phải để tờ giấy để dọc nha các bạn nha. Vẽ chân dung là phải để tờ giấy dọc mới vẽ được. Rồi các bạn vẽ tranh đề tài cô giáo em ở trong lớp hoặc ở ngoài sân trường á, thì các bạn để tờ giấy ngang các bạn vẽ nha. Đó, như sự hướng dẫn của thầy là chắc chắn các bạn sẽ làm được. Rồi, khi các bạn vẽ xong rồi đó, nội dung tranh là gì? Thì các bạn phải suy nghĩ ra cái nội dung trước là mình phải vẽ ha. Thích vẽ chân dung cô giáo thì vẽ chân dung. Thích vẽ cô ở ngoài sân trường hoặc là vẽ trong lớp, chúng ta phải chuẩn bị cái đề tài trước thì chúng ta mới vẽ tốt được ha. Rồi, hình vẽ thì thầy đã hướng dẫn rồi. Và các bạn xem tranh mẫu rồi ha. Vẽ thì đừng có vẽ người quá nhỏ. Vẽ cô giáo và học sinh nhìn nó hài hòa trong tờ giấy
chứ đừng vẽ quá nhỏ nha các bạn nha. Rồi màu sắc á thì các bạn chọn những cái màu tươi sáng ha, các bạn tô nha, chứ các bạn đừng có chọn những màu tối, mà tô là sẽ không đẹp nha. Rồi chúc các bạn vẽ một bức tranh cô giáo em thật đẹp. Thầy kính chào quý phụ huynh và các em học sinh.